Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Phúc Mobile nha. Bên em chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi tất cả các loại smartphone cũ đã qua sử dụng nha anh em. Thì bên em bán hàng có hai hình thức. Anh em ở Sài Gòn có thể ghé trực tiếp shop em để giao lưu nha. Địa chỉ thì em có chạy trên màn hình đây. Số nhà 80/97B, đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở xa không đến được trực tiếp thì bên em có hỗ trợ ship COD toàn quốc cho anh em. Nhận hàng kiểm tra đúng như clip em miêu tả thì anh em mới thanh toán nha. Thanh toán tại nhà rất là tiện lợi và bên em sẽ miễn phí ship cho anh em. Chế độ bảo hành của bên em là 3 tháng cả phần cứng lẫn phần mềm. Riêng phần màn hình thì bao test cảm ứng cho anh em là 3 tháng và phần hiển thị màn hình thì bao cho anh em 7 ngày. Kể từ khi anh em nhận máy, bên em sẽ không bảo hành khi màn hình xuất hiện sọc, đốm, nứt kính và mất hiển thị. Và đây là hai số điện thoại duy nhất để anh em gọi khi chốt hàng: 0818 60 60 60 và số thứ hai cũng là số Zalo và số tài khoản ngân hàng luôn nha anh em. 0902 060 151, ngân hàng VPBank Việt Nam Thịnh Vượng, chủ tài khoản là Hồng Minh Khôi nha. Đây là số tài khoản duy nhất của Hồng Phúc Mobile. Mọi số tài khoản khác thì không phải là bên em, cho nên anh em lưu ý khi chuyển khoản cọc ship COD nha. Ngoài ra, bên em có hỗ trợ cho anh em trả góp thông qua căn cước công dân và thẻ tín dụng. Anh em nào có nhu cầu muốn mua trả góp thì chỉ cần mang trực tiếp căn cước công dân đến shop em để lên hồ sơ là anh em đã lên được. Chỉ cần anh em không bị dính nợ xấu và sẽ không có thẩm định tài chính và không gọi người thân luôn nha anh em. Còn đối với những anh em nào mà xài thẻ tín dụng thì có thể quẹt từ xa được nha. Em gửi link cho anh em quẹt. Xong xuôi ok hết rồi thì em sẽ miễn phí ship đến tận nhà. Kiểm tra đúng như clip em miêu tả thì anh em thanh toán thì anh em nhận hàng thôi. Rất là dễ dàng. Rồi, đôi điều về cái thông tin liên lạc cũng như là chế độ bảo hành, chương trình mua trả góp cũng như là miễn phí ship COD toàn quốc cho anh em. Mỗi ngày Hồng Phúc Mobile đều lên cho anh em một clip để phục vụ anh em những mẫu máy smartphone bên em hiện có nha. Còn những anh em nào mà có đam mê công nghệ thì xem được clip này, nhấn lại một ít thời gian để cho em xin một like và một follow đăng ký kênh để báo giá cho anh em mỗi ngày nha. Đầu clip thì em sẽ lên cho anh em những con máy Samsung lẻ lẻ, rồi sau đó thì em sẽ lên cho anh em full dòng iPhone nha anh em. Hôm nay em về rất là nhiều mẫu iPhone luôn, từ 14 Pro Max cho tới 13 Pro Max, 12, 12 Pro, nói chung là rất là đủ dòng luôn nha anh em. Rồi, cây đầu tiên thì em lên cho anh em một siêu phẩm Samsung S23 Ultra. Con này là phiên bản chính hãng Việt Nam, màu tím lavender nha. Ngoại hình thì quá đẹp luôn, đẹp 99%. Đặc biệt con này còn bảo hành dài tới tháng 2 năm 2025. Anh em thoải mái, yên tâm dùng nha. Cấu hình con này thì RAM 8 và bộ nhớ 256GB. Mức giá em bán con này là 16.800.000 nha anh em. Đó, ngoại hình con này thì quá nét rồi. Đẹp 99% luôn, nguyên zin 100% nha. Đi vào chi tiết con này như sau, đây em sẽ review sơ qua cái con này. Cấu hình là RAM 8 và bộ nhớ trong là 256GB. Con này chạy con chip Snapdragon 8Gen 2 nha anh em, em nói nhầm. Hàng chính hãng Việt Nam cho nên anh em dùng được hai SIM vật lý. Đây, gắn cả hai SIM vào chiến đấu luôn em. Pin rất là trâu bò, 5000mAh. Con này thì màn hình nó to 6,8 inch nha, tần số quét là 120Hz. Và phần hiển thị màn hình thì là 2K cộng, cực kỳ đẹp và sắc nét. Đặc biệt hơn nữa là cái được trang bị thêm một cái cụm camera 200MP và khả năng zoom xa con này là lên đến 100x nha. Chưa hết thì được trang bị thêm một cây bút X Pen nữa. Nói chung là con này thì quá đủ đồ chơi rồi, mọi chức năng đều ở mức cao. Đó, anh em xài 3-4 năm nữa là vô tư luôn nha anh em. Cấu hình này rất là mạnh luôn. Pin thì dòng này thì khỏi phải bàn rồi, rất là trâu bò nha. Đó, thiết kế cầm nắm cực kỳ là chắc chắn, khung viền bằng thép, nó không có nhẹ như là bản 24 Ultra nha anh em. Nó hiện tại thì dòng này rất là hiếm hàng, em nhập hàng không có nhập luôn em. Con này thì em bán ra cho khách ngoài miền Trung. Đó, khách xài cũng hơi kẹt tiền cho nên em mới vừa thu lại nè, cho nên có máy để bán tiếp cho anh em. Chứ mấy ngày nay em cũng tìm mua để mà phục vụ anh em S23 Ultra mà không có anh em ơi. Rồi, con này thì em bán với giá là 16.800.000 nha. Màu tím lavender, tặng sạc cấp zin 25W và thêm một cái ốp lưng. Bên em sẽ miễn phí ship đến tận nhà cho anh em. Đó, nhận hàng kiểm tra đúng như clip đẹp như thế này thì anh em mới thanh toán nha. 16.800.000 cho một con máy S23 Ultra. Em chỉ có duy nhất một cây thôi. Tiếp theo thì em lên cho anh em một cặp Samsung Galaxy Z Fold 4 phiên bản chính hãng Việt Nam. Một cây màu xanh và một cây màu đen cho anh em. Cặp này thì ngoại hình đẹp 98-99%. Đó, trầy xước thì rất nhẹ nhàng theo thời gian, không cấn, không móp nha anh em. Nói chung ngoại hình cũ theo thời gian thôi, rất đẹp. Con màu xanh thì nó hơi xước xíu xiu, không đáng kể lắm. Cả hai con này đều là phiên bản chính hãng Việt Nam nha anh em.
và mức giá em bán là 13,2 triệu và 14,2 triệu cho con 512GB nha. Đó, bản 256 thì em bán là 13,2 triệu. Rồi đi vào chi tiết cấu hình của con này như sau. Đây là phiên bản chính hãng Việt Nam nha anh em. RAM 12GB và bộ nhớ là 256. Fold 4 được trang bị con chip là Snapdragon 8 Gen 1, dùng được 2 SIM vật lý, anh em gắn cả 2 SIM vào chiến đấu luôn, và sẽ pin con này là 4400mAh. Ở tần số quét màn hình thì đương nhiên là một con máy cao cấp thì sẽ được trang bị thêm cái tần số quét là 120Hz. Bản Việt Nam thì nó sẽ có cái lợi thế ở cái chỗ là anh em có thể nghe lại những cuộc gọi trước đó mà anh em đã thực hiện. Đây, đó, tự động ghi âm bật lên sẵn cho anh em luôn. Anh em về chỉ cần gắn 2 SIM vô là sử dụng thôi. Con này thì giải trí xem phim nghe nhạc là quá ngon luôn anh em, âm thanh rất là hay và to. Rồi bản 256 thì 13,2 và bản 512GB bộ nhớ khủng long thì là sẽ mắc hơn 1 triệu đồng nha anh em, 14,2 triệu. Tiếp theo là một con màu tím rất đẹp, đây là Samsung Galaxy S22 5G phiên bản chính hãng Việt Nam, rất là đẹp luôn em. Con này thì đã được dán màn hình nè và dán viền luôn. Nói chung là con này đang được trang bị nguyên cây rồi, đang bọc keo nguyên cây luôn nha anh em, kể cả mặt lưng luôn. Nói chung là đẹp 99%, không có điểm nào để chê luôn em. RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128. Con này phiên bản Việt Nam cho nên dùng được 2 SIM vật lý, chạy chip Snapdragon 8 Gen 1 rất là mạnh nha. Có 5G và có ghi âm luôn em. Body thì nhỏ gọn, màn hình nó to tầm khoảng 6,1 inch thôi. Đó, mọi chức năng rất là tốt và cấu hình thì quá là mạnh mẽ so với mức giá nha anh em. Con này em lên chỉ có 7 triệu đồng cho phiên bản chính hãng Việt Nam, 2 SIM vật lý nha. Em chỉ có đúng một cây duy nhất thôi, màu tím rất đẹp nha anh em. Giá 7 triệu đồng. Samsung S21 FE 256GB, con này thì cũng là phiên bản 2 SIM vật lý luôn em, màu trắng rất là đẹp. Ngoại hình thì 98-99%, nó không có bị cấn mốc, lưng thì nó hơi bị xước xíu xiu chỗ này thôi, không đáng kể lắm. Mức giá em bán cho con này là 6,200,000, bản 2 SIM vật lý nha anh em. Cấu hình thì vừa đủ dùng, màn hình to 6,5 inch, tần số quét 120Hz, RAM 8GB và bộ nhớ trong là 256GB nha anh em, tha hồ mà anh em lưu trữ. Bộ nhớ này thì anh em lưu trữ tẹt ga rồi, rất là lâu để hết dung lượng nha. Rồi, con này thì 6,200,000 nha anh em. Đó, giá 6,2 triệu, màu trắng quá đẹp luôn anh em ơi. Tiếp theo là em lên một con siêu phẩm nữa, đây là con Note 20 Ultra phiên bản chính hãng Việt Nam. Đây là phiên bản 5G nha, RAM 12GB và bộ nhớ 256, màu vàng đồng siêu đẹp. Lâu lắm rồi em mới về được một cây anh em. Con này thì 2 SIM vật lý, hàng chính hãng Việt Nam. Ngoại hình thì đẹp keng 99%. Đó, mọi chức năng sử dụng bình thường, màn hình thì đẹp long lanh, không có bị ám ố, lưu ảnh hay là hở sáng gì hết nha. Đây, em mua về em đã lột keo để kiểm tra cái màn anh em. Đó, long lanh luôn, không một tì vết. Nói chung con này thì máy cũ đã qua sử dụng, màn hình đẹp xuất sắc luôn nha anh em. RAM 12GB, 2 SIM vật lý, hàng Việt Nam. 8,900,000 nha. Lâu lắm rồi mới về được có đúng một cây thôi anh em. Nó mấy nay thì không có hàng Việt Nam để nhập luôn em ơi. Rồi 8,900,000 cho bản 5G, RAM 12GB nha, hàng Việt Nam. Đây là dòng máy mà dòng Note cuối cùng của Samsung, không có sản xuất nữa anh em. Được trang bị thêm cây bút pen cầm nắm rất là chắc tay luôn nha. Họ thiết kế nói chung là quá hoàn hảo luôn anh em. 8,900,000 cho một siêu phẩm 5G. Tiếp theo thì em lên cho anh em ba cây Samsung Galaxy S22 Ultra, đều là màu trắng hết nha anh em. Đó, một cây thì phiên bản Mỹ 128GB và hai cây còn lại là phiên bản Hàn Quốc 256 và 512GB. Rồi em sẽ review cho anh em từ thấp cho tới cao nha. Đầu tiên là một con phiên bản Mỹ 128GB thì RAM sẽ là 8GB nha anh em. Ngoại hình con này thì tầm khoảng 98% thôi, đang bọc keo nguyên cây, sườn thì xước nhẹ nhàng theo thời gian, không đáng kể lắm nha. Mức giá em bán là 9,700,000. Đó, giá 9,700,000. Màn hình nó hơi xước xíu xiu người chỗ này nha anh em, xước nhẹ thôi. Đang có miếng dán rồi, anh em về chỉ cần gắn SIM là xài thôi. Samsung S22 Ultra phiên bản quốc tế Mỹ nha anh em. RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128. Con này chạy chip ROG Snapdragon 8 Gen 1, dùng được 2 SIM luôn nha, rất là tiện lợi. Một SIM vật lý và một eSIM. Pin con này là 5000mAh. Khả năng zoom xa vẫn là 100 nits trứ danh của Samsung nha. Đó, trang bị thêm một cái bút nữa nè anh em.
Đó, mọi chức năng rất là hoàn hảo. Samsung S22 Ultra giá 9.700.000 cho bản 128GB. Còn một cặp Hàn Quốc này thì chỉ sử dụng được có một SIM thôi, nhưng bù lại là RAM sẽ là 12GB và có ghi âm cuộc gọi luôn nha anh em. Cây 256GB thì em bán với giá là 10.800.000 và cây 512GB thì em bán là 11.300.000 nha. Em chỉ còn đúng hai cây duy nhất thôi. Đó, màu trắng thì ngoại hình thì quá đẹp rồi anh em. Chạy xước rất nhẹ theo thời gian và anh em xài thì rất là lâu cũ nha. Cho 98-99% luôn. Tất cả là màn hình đẹp long lanh, không có bị trầy xước hay là ám ố lưu ảnh gì hết nha anh em. Nói chung là cặp này ngoại hình là quá đẹp và quá nét. Nguyên zin 100%. 10.800.000 và 11.300.000 nha anh em. Tiếp theo là em còn được một cây Samsung Galaxy Z Fold 4 phiên bản chính hãng Việt Nam màu xanh. Con này thì còn bảo hành chính hãng 6 tháng nữa nha. Nói chung là nguyên một lô vừa rồi em về, anh em đã ủng hộ rất là nhiều luôn. Còn đúng có một cây duy nhất thôi anh em. Đó, ngoại hình con này thì tầm khoảng 98%. Sườn nó có bị lâm dâm nhẹ không đáng kể lắm, không cấn không mớp nha. Đó, kích chưa kích hoạt bảo hành thì khi anh em mua thì tầm khoảng 1-2 tuần sau sẽ hãng sẽ tự động kích hoạt bảo hành lên cho anh em nha. Bao anh em là bảo hành trên 2025 tùy theo nha, nhiều khi nó tháng 3, tháng 4, tháng 5 hoặc là tháng 1, nó tùy, nhiều khi hên xui luôn, em cũng không biết nó bảo hành bao lâu anh em. Chỉ là hãng nó bao cho mình là trên 2025 nha. Con này thì RAM 12 và bộ nhớ 256, ngoại hình 9.8 thì em mới review ở phần đầu clip hai con rồi. Đó, em chỉ còn đúng một cây duy nhất thôi, full box luôn nha anh em. 13.500.000 cho con này nha. Đó, con này có box zin kèm theo máy và thêm sạc cáp zin 25W em tặng, cũng như là một cái ốp lưng nữa nha. Đó, em chọn đúng một cây còn bảo hành thôi. 13.500.000 nha. Rồi tiếp theo thì em lên một cây cuối cùng trong cái lô Oppo Find N2 clip ngày hôm qua em lên. Đó, được anh em ủng hộ rất là nhiều thì Hồng Phúc Mobile xin cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ những sản phẩm bên Hồng Phúc Mobile nha. Đó, em còn được đúng một cây duy nhất màu tím thôi anh em. Đó, đây là một con máy mà phải nói là siêu đẹp và siêu nét, được anh em tin tưởng ủng hộ dòng này quá là nhiều luôn em. Dòng của Oppo thì thiết kế cực kỳ là đẳng cấp và sang trọng, nói chung mọi chi tiết thì rất là đẹp nha anh em. Theo đánh giá cá nhân thì con này nó đẹp hơn con Samsung Z Flip 4 của Samsung anh em. Đó, đây là phiên bản của Oppo nha, khi anh em bật ra nè, không thấy được cái nếp gấp luôn nha anh em. Đó, nói chung là rất là đẹp. Màn hình con này nó cũng to hơn luôn, 6.8 inch nha anh em. Cấu hình của con Oppo N2 Flip này như sau, có đầy đủ tiếng Việt hết nha. Đây, bộ nhớ trong là 256GB và RAM sẽ là 8GB. Con này chạy con chip Dimensity 9000 cộng 8 nhân và được trang bị thêm một cái con chip để xử lý hình ảnh anh em, Bray Silicon X, nói chung là rất là đẹp nha. Camera của Oppo thì khỏi phải bàn rồi, nói với Samsung thì rất là đẹp anh em. Cũng không phủ nhận là Samsung chụp hình đẹp nha. Đây, đó, rất là đẹp và rất là nét nha anh em. Để coi zoom xa của nó là bao nhiêu. Đây, được trang bị camera zoom xa là 20x nha anh em. Đầy đủ tiếng Việt và dùng được hai SIM vật lý. Đây, em chỉnh luôn cho anh em cái tiếng Việt. Nhiều khi em ship cho anh em mà em quên chỉnh về tiếng Việt, anh em về không có chỉnh được. Nói chung thì em sẽ hỗ trợ cho anh em bằng cách là gọi video call Zalo anh em. Thì vừa gọi video thì em vừa chỉ cho anh em là anh em xài được thôi. Nó cũng đơn giản. Đây, đã đủ đầy đủ tiếng Việt nha. Hàng Việt Nam, còn bảo hành 3 tháng chính hãng nữa nha anh em. Đầy đủ tiếng Việt và sẽ play. Đó, được trang bị thêm cái màn hình ngoài nữa anh em. Màn ngoài này rất là to nha. Đây, to lắm luôn. Nói chung là thiết kế dòng này thì quá là đẳng cấp rồi. Chưa hết, cái hộp thì rất là sang trọng nha anh em. Đây, ăn đứt cái hộp của Samsung luôn, kể cả con Fold 4, Fold 5 nha. Rồi, sạc cáp zin chưa sử dụng, kèm theo một cái ốp lưng new nữa nha anh em. Nói chung đây là một con máy mà thích hợp anh em mua dùng hoặc là để dành tặng cho người thân. Nói chung cái nào cũng được hết anh em. Nói chung quá là đẹp luôn, em chỉ còn đúng một cây duy nhất thôi. Và mức giá thì em bán vẫn bằng giá ngày hôm qua nha anh em. Giá 9.000.000 đồng cho con Oppo Find N2 Flip nha anh em. Giá 9.000.000. Full box quá là đẳng cấp luôn anh em ơi. Em chỉ còn đúng một cây duy nhất thôi. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em full dòng iPhone nha. Em sẽ review từ cái dòng cao cấp xuống cái dòng thấp, từ 14 Pro Max cho tới iPhone 11 nha anh em. Đầu tiên là một con siêu phẩm 14 Pro Max, bộ nhớ 512GB. Đây là phiên bản quốc tế Singapore ZBA, xài một SIM vật lý
và một eSIM. Con này thì pin zin cao nha anh em, 93%, đó, nguyên zin 100%. Ngoại hình thì tầm khoảng 98% thôi. Và mức giá em bán là 22.300.000. Đó, giá 22.3. Ngoại hình thì đây em quay kỹ chi tiết cho anh em xem, lưng đẹp nè. Màn hình thì đẹp rồi, em đã coi rất là kỹ, không có bị trầy xước gì hết anh em. Con này xấu thì ở cái sườn, sườn tầm khoảng 98%. Đó, nó trầy xước phẩy nhẹ theo thời gian thôi. Đó, em quay thật là kỹ lưỡng, chậm chậm để anh em xem được cái ngoại hình nha. Đó, tổng thể thì còn khá đẹp. Rồi, em sẽ quay kỹ cho anh em chỗ phẩy nè. Đây, chỗ này nó bị phẩy xíu xiu ở cạnh viền, không ảnh hưởng gì tới cái phần màn hình nha. Đó là một chỗ. Còn đây nữa nè anh em, đây. Đó, phẩy ở ngay mép này, một chỗ nữa nha. Đây, phẩy nhẹ mép thôi, không có vào ảnh hưởng gì phần màn hình nha. Nói chung là phẩy 1-2 vết thôi anh em. Còn chỗ lại thì nó nhăm nhăm nhẹ nhẹ, nó không đáng kể lắm. Nguyên zin 100%, chưa từng bung mở nha. Ngoại hình thì còn tương đối là đẹp anh em. Rồi đi vào chi tiết con này. Đây, pin zin 93%. Pin này là pin zin máy từ lúc Acti con này luôn nha, chưa từng bung mở luôn. Bản ZB là bản quốc tế Singapore, 512GB, dùng được một vật lý và một eSIM. Nói chung đây là một con máy cực kỳ chất luôn nè, màu gold sang trọng nha. Giá 22.300.000. Tiếp theo thì em lên cho anh em một cặp iPhone 14 Pro Max phiên bản chính hãng Việt Nam. Một cây màu tím 128GB, pin zin 91%, em bán là 20.600.000. Và một cây 256GB, màu đen, đẹp keng 99%, em bán là 22.300.000 nha, pin 88%. Em sẽ quay trước cho anh em xem con 128GB. Đây, đẹp cận 99% nha anh em. Không có bị cấn mớp, chỉ nhâm nhẹ theo thời gian thôi. Đặc trưng của màu tím thì nó sẽ hơi nhâm nhẹ. Cho dù anh em xài kỹ cỡ nào thì nó vẫn bị nhâm nha anh em. Chỉ cần anh em bỏ ốp lưng mà gắn ốp lưng xài mà một thời gian dài mà anh em không vệ sinh thì nó sẽ tự động nhâm như thế này. Không đáng kể lắm nha anh em, 98-99%. Đó, màn hình thì đẹp keng nha. Con này là bản Việt Nam 128GB. Thì em bán với giá là 20.600.000 nha anh em. Đây, hàng VNA, một vật lý và một eSIM, pin cao nha. Con này thì cũng giống như con vừa rồi, nguyên zin chưa từng bung mở luôn em. Đó, 20.600 nha. Còn cây màu đen mà đẹp như thế này thì cũng cực kỳ là hiếm luôn em. Đẹp, đen này là đen đậm nha, cầm cực kỳ là chất luôn em ơi. Đó, ngoại hình đẹp nét ken span luôn em, 99%. Đó, em thu lại của một khách mua ở một cửa hàng lớn mà em đã biết cửa hàng này. Cho nên con này chắc chắn là phải zin nguyên bản 100% nha. 256GB hàng Việt Nam, pin zin 88%, 22.300.000 nha. Con này thì bằng với con 512GB em mới vừa review anh em. Đó, bằng với giá 22.300.000 nha. Anh em có thể chọn bản 512 hoặc là muốn máy đẹp thì dùng bản 256 Việt Nam. Đây, màn hàng VNA là chính hãng Việt Nam mình. Một SIM vật lý và một eSIM. Email con này quá đẹp luôn em, 797978 luôn nha. Nói chung là email cũng số to không à. Pin zin 88%, xài cả ngày thoải mái vô tư luôn, rất là trâu bò nha anh em. Đó, 22.300.000. Còn anh em muốn rẻ hơn mà muốn xài 14 Pro Max thì em còn được một cây quốc tế Mỹ xài 2 eSIM 128GB, giá thành thì chỉ có 19.600.000 thôi anh em. Ngoại hình con này thì cũng còn khá ổn luôn, cũng giống như là con Việt Nam màu tím. Đây, sườn nó hơi lâm dâm nhẹ nhẹ như thế này. Đây là đặc trưng của màu tím nha, chứ không phải là bị trầy xước hay là cấn mớp gì hết anh em. Đó, khá là đẹp nha. 128GB quốc tế Mỹ, 19.600.000. Thì phiên bản Mỹ anh em không có xài được SIM vật lý nha. Anh em muốn xài SIM thì phải đi ngoài nhà mạng để ép vào. Pin zin 86%, xài gần cả ngày nha anh em. Đây, bản LLA 128GB, không giới hạn SIM, là bản quốc tế. Máy bên em bán thì bao máy sạch nha anh em, reset vô tư, không có dính iCloud nha. 19.600.000 cho phiên bản quốc tế Mỹ. Rồi, tiếp theo thì em lên cho anh em một cặp iPhone 13 Pro Max phiên bản quốc tế 128GB. Cây màu trắng này thì là nguyên zin 100%, phiên bản Hàn Quốc, pin zin 87%. Em lên với giá là 14.600.000. Đó, con này thì quá là đẹp rồi, màu trắng thì không có gì để chê anh em. Xài rất là lâu cũ nha, nó bị trầy xíu xiu ngay cái viền thôi. Cái này anh em rảnh đánh bóng nhẹ một cái là đẹp keng trở lại ngay. Đó, em bán thì em chưa có đánh bóng nha anh em. Trong ngoại hình đẹp 98-99%, 14.600.000. Đối với dòng 13 Pro Max này thì em sẽ hỗ trợ cho anh em fit màn hình xanh trắng trọn đời mãi luôn. Anh em yên tâm sử dụng nha. Phiên bản KHA 128GB,
Đối với phiên bản Hàn Quốc này thì em bán rất là nhiều máy. Của mã này thì chưa có một cây nào đã bị nha anh em. Riêng bên em bán bản Mỹ thì bản Việt Nam thì lâu lâu thì cũng có anh em bị, nhưng mà riêng bản Hàn Quốc này thì chưa bao giờ em gặp luôn nha anh em. 128 GB, một sim vật lý và một eSIM. Thì dĩ nhiên những nơi khác bán thì có thể là gặp, nhưng mà riêng bên em bán thì chưa từng gặp anh em. Đó, pin zin 87%, 14 triệu 600 nha. Còn cây màu xanh blue Sierra này thì là phiên bản Mỹ, ngoại hình cũng đẹp, 98, 99% luôn. Tình trạng là đã thay màn zin bóc máy từ máy khác sang, cho nên mức giá rẻ hơn con bên kia, con màu trắng khá là nhiều anh em, chỉ có 12 triệu 900 thôi. Đó, bao anh em là màn zin, men zin và vỏ zin luôn nha. Chỉ có nó báo màn hình không xác định trong phần cài đặt thôi. Đây. Đó, khi mà anh em thay mà không trùng với men thì nó sẽ báo như thế này. Còn Apple thay thì nó sẽ báo là màn hình linh kiện Apple chính hãng. Đó, nó khác xa nhau nha anh em. Và sẽ không có chức năng là chu tông. Chức năng này thì cũng không ảnh hưởng gì lắm. 12 triệu 900. Rồi tiếp tục thấp hơn một tí thì em lên cho anh em dòng iPhone 12 Pro. Em có hai phiên bản 128 và 256 GB nha. Cây xanh 128 thì pin đã thay new 100%. Em lên với giá là 11 triệu 300. Và cây màu đen 256 GB thì em bán với giá là 12 triệu 600 nghìn nha anh em. Đó, cây màu đen thì ngoại hình đẹp cũng tầm khoảng 98%, nguyên zin 100% nha. Đó, sườn thì nó có trầy xước nhẹ thôi. Trầy xước nhẹ nhàng theo thời gian, không cấn không mốp, nói chung tổng thể còn quá đẹp luôn anh em. 256 GB phiên bản quốc tế Mỹ, một sim vật lý và một eSIM, pin 86%, 12 triệu 600 nha. Còn cây màu xanh 128 thì ngoại hình không có đẹp hơn bằng con màu đen. Đó, tầm khoảng 97% thôi. Nó sườn nó có trầy và phẩy nhẹ như thế này. Trầy phẩy chắc là được 2-3 vết anh em. Được cái là nó nguyên zin thôi. Đó, lưng thì đẹp hết. Và màn hình thì đương nhiên là đẹp nha. Em sẽ tặng cho anh em cái cường lực và ốp lưng cũng như là sạc cáp 20W nha anh em. Đây, bản LLA 128 GB. Pin thay new có sàn cổ cáp cho nên vẫn có dung lượng pin trong phần cài đặt bình thường nha. Giá chỉ có 11 triệu 3 thôi. Hiện tại thì dòng 12 Pro Max này giá lên cực kỳ là cao luôn em. Đó, em cố gắng nhập những con máy mà giá thành hợp lý để phục vụ anh em. Cho dù là cái ngoại hình nó không được đẹp lắm nhưng mà chất lượng thì rất là đảm bảo nha. 11 triệu 300. Rồi thấp đời hơn một tí thì em sẽ giới thiệu anh em dòng iPhone 12 Pro phiên bản quốc tế chuẩn luôn nha anh em, quốc tế Mỹ. Em có được 3 màu đây. Đó, màu đen, màu xanh và màu gold. Có cây thì pin yếu, em đã thay new 100%. Và có những cây thì pin zin nguyên bản chưa từng bung. Đó, anh em có thể chọn pin theo ý anh em muốn nha. Chẳng hạn như con này. Đó, đây là pin zin máy 89%. Và con này pin zin máy 87%. Đó, em về một lô này rất là nhiều luôn anh em. Qua nay thì em bán thì anh em cũng ủng hộ khá là cần, cho nên cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Đó, ngoại hình của lô này thì tầm khoảng 98-99%. Đó, anh em nào dễ tính thì 99% luôn. Còn mà khó tính thì tầm khoảng 98%. Nhâm siêu nhẹ theo thời gian. Đó, đây là những con máy mà cực kỳ chuẩn luôn anh em. Lô này em về rất là nét nha. Tất cả là màn hình đẹp, keng sờ beng, không có bị trầy. Đó, đương nhiên là nguyên zin 100% nguyên bản. Trừ những con mà em đã thay pin new nha. Đó, chẳng hạn như con Gold này em quay cho anh em xem cái ngoại hình nè. Đó, quá là đẹp luôn nha anh em. Đây là những con máy mà vỏ zin luôn nha, chứ không phải là vỏ thay nha anh em. Nói chung là zin nguyên bản, chỉ có bóc ra để thay pin thôi. Thì trong quá trình bóc mình đã kiểm tra máy luôn anh em. Đây, pin thay new 100%. Có sàn cổ cáp cho nên có dung lượng pin trong phần cài đặt đầy đủ nha. Đó, em bán đồng giá cho anh em 9 triệu đồng cho dù pin thay hay là pin zin nha. Đó, em review con màu đen nè. Pin zin 89%. Đó, đây sườn nó lấm tấm nhẹ nhẹ như thế này, nhăm nhẹ thôi. 98-99%, không có bị cấn mớp, cái này là dơ nha anh em, nó lao nhẹ cái là nó sạch tưng liền. Đó, chỉ có vậy thôi, lô này cực kỳ chất luôn nè, em bán đồng giá 9 triệu chẳng luôn nha. Một sim vật lý và một eSIM phiên bản quốc tế Mỹ nha anh em. Đây, bị thầy new, quả là chất luôn nè em ơi. Rồi, em còn được một cây duy nhất phiên bản 12 Pro và 256 GB, con này thì zin 100% nguyên bản, pin 84%. 9 triệu 500 nha. Ngoại hình thì sườn nó lăm tăm nhiều như thế này, tầm khoảng 97-98% thôi. Đó, con 256 GB này nó không đẹp bằng bản 128 GB nha anh em. Nói chung nhìn cũng khá ổn, tầm khoảng 97-98% nha.
nhâm nhẹ thôi anh em, pin 84% và màn hình thì đẹp ken. Rồi, mức giá em bán là 9 triệu 500 cho bản 256GB nha. Em còn đúng có một cây duy nhất thôi anh em. Rồi, tiếp theo thì hôm nay em có về được một lô iPhone XS Max 256GB và 64GB nha anh em. Đó, mức giá em bán thì sẽ là 5 triệu 8 và 6 triệu 700. Pin thì 8X đổ lên và những con máy mà bị yếu á, thì em đã thay pin new 100%. Đây, em review trước cho anh em còn 256GB, pin thay new 100% nha. Ngoại hình thì quá đẹp rồi, đẹp 98-99%. Sườn không có bị cấn mốc, chỉ có trầy nhẹ nhẹ theo thời gian. Nói chung là quá ổn cho một con máy sản xuất 4-5 năm rồi nha anh em. 256GB, pin thay new 100%. Giá 6 triệu 700 nha. Những con máy mà nguyên zin 100% nguyên bản thì chắc chắn pin nó sẽ yếu nha anh em. Con này là phiên bản ZB 256GB Hồng Kông Singapore nha. Một SIM vật lý và một eSIM. Đây, pin thay new em có sạc cổ cáp cho nên vẫn có dùng được pin trong phần cài đặt bình thường nha. Đó, bản 256GB và nguyên zin 100%. Chỉ có trừ cục pin thôi là 6 triệu 700 nghìn nha anh em. Em có đủ màu luôn. Đó, màu vàng nè và màu trắng anh em. Màu trắng con này là pin zin 82%, pin còn tốt cho nên em không có thay. Anh em nào có muốn thay thì em sẽ hỗ trợ cho anh em với chi phí chỉ có 300 nghìn thôi nha. Đó, màu trắng thì quá nét rồi, vẫn em bán đồng giá là 6 triệu 7 nha. Đây, màu đen nữa nè anh em. Em về lô này thì đủ 3 màu luôn, đen, trắng và gold. Đó, ít mắt thì nó chỉ có 3 màu này chủ đạo thôi anh em, không có màu khác nha. Đó, ngoại hình quá đẹp luôn, 98-99%. 6 triệu 700, con màu đen này là pin 85%. Còn bản 64GB thì em chỉ có màu vàng và màu đen thôi, không có màu trắng. Mức giá em bán là 5 triệu 800. Đó, con màu đen này là pin 83% nha anh em. Đó, đây là cục pin mà zin nguyên bản luôn, pin zin máy cho nên em không có thay. Màu đen này nó hơi bị nhăm sườn xíu nha anh em. Và em bán đồng giá cho anh em 5 triệu 800 nha. Đó, có những cây em đã thay pin new sẵn cho anh em rồi, về chỉ gắn SIM là anh em dùng thôi. Đó, phiên bản quốc tế Mỹ nha anh em. Một SIM vật lý và một eSIM. Nguyên zin, màng zin, men zin và bổ zin rất là đẹp nha. Đương nhiên là phải có chu tông đầy đủ rồi. Đó, dòng XS Max này màn hình to, màn hình AMOLED rất là đẹp nha. Riêng cái camera của XS Max này chụp hình phải nói là siêu đẹp luôn. Hiện tại em đang xài một cây nè anh em. Đó, em đang xài ba con, một cây XS Max với một cây 11 Pro Max. À, 13 Pro Max với lại một cây 14 Pro Max anh em. Nó xài rất là chất luôn, rất là mượt mà nha. Rồi, bản 64GB em bán đồng giá cho anh em là 5 triệu 800. Đó, anh em chọn màu nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em nha. Rồi, xong cái lô XS Max thì em sẽ lên tiếp cho anh em dòng iPhone 11 thường. Đây, hôm nay em về rất là nhiều luôn anh em. Đủ màu luôn nha. Đây, màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu đen và màu trắng. Đây là 5 màu của dòng 11 thường 64GB. Đó, và lô này thì em bán đồng giá cho anh em 5 triệu 500 nghìn một cây nha. Ngoại hình thì 98%. Đó, nguyên zin 100% nguyên bản nha anh em. Đây là những cái máy mà vỏ zin luôn. Sườn thì nó nhăm nhăm và phải phải nhẹ nhẹ chấm chấm như thế này. Nói chung là em đánh giá là 98%. Đó, không có bị cấn mớp gì nặng hết nha. Đó, rất là đẹp luôn em. Đây. Đó, chỉ phớt phớt nhẹ nhẹ như thế này. Rất là ổn nha anh em. Rồi, em sẽ review cho anh em lô này và mức giá em bán đồng giá cho anh em là 5 triệu 500 nghìn. iPhone 11 thường 64GB. Con này thì pin zin 81%. Đó, anh em có muốn thay pin thì em sẽ cộng lên 300 để em thay new cho anh em nha. Đây, con màu đỏ này bản Việt Nam anh em. Một SIM vật lý và một eSIM. Rất là đẹp nha. Dòng 11 này thì xài phải nói là trâu bò luôn. Cực kỳ là bền bỉ theo thời gian và pin thì rất là trâu luôn nha anh em. Rồi, em review con màu xanh mai. Con này thì pin 75% yếu cho nên em đã thay pin new 100% rồi. Đó, mọi hình đẹp 98%. Một SIM vật lý và một eSIM nha. Màn hình đẹp long lanh lóng lánh luôn nha anh em, không có bị ấm ố hay là lưu ảnh gì hết. Để coi con này là phiên bản nào đây. Đa số là bản Việt Nam anh em. Đây, thêm một cây bản Việt Nam nữa nè. Một SIM vật lý và một eSIM. Pin hiện tại là 75% cho nên cục pin này yếu rồi. Chút xíu nữa thì em sẽ gửi đi thay pin new 100% trước khi xuất bán cho anh em nha. Còn những con máy mà pin trên 8X thì em để nguyên zin để anh em về xài cho nó ngon. Đó, còn pin 83, 84, 85 thì em sẽ thay. Trừ khi dưới
dưới 7 dưới 8x thì em mới thay pin new nha anh em, chẳng hạn như 73, 74, 75, 77, 78 gì đó em sẽ thay pin new cho anh em. Chẳng hạn như con này thì pin 86% em sẽ không có thay nha, pin này là pin quá ngon rồi anh em. Đó, một con màu trắng này đầu đẹp luôn nè, đẹp 99% đó, em ghi 99 nè, rất là đẹp luôn anh em, không có bị cấn mớp phẩy gì hết đó. Màn hình thì đương nhiên đẹp long lanh. Đây để coi cái đây là phiên bản nào đây. Đây, bản này cũng Việt Nam luôn em. Nó lô nguyên lô này thì đa số là hàng chính hãng Việt Nam thôi. 64GB, một SIM vật lý và một eSIM. Pin zin 86%, rất là trâu bò luôn nha. Đây là pin zin máy nha anh em. Bao anh em là zin chuẩn hết. Lô này thì cực kỳ là chất rồi anh em ơi. Đó, chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. Máy 99 hay là 98 thì em bán cho anh em đồng giá luôn nha. 5 triệu 500 nghìn. Tiếp theo thì em lên cho anh em một con iPad mini 4 anh em. Con này thì bộ nhớ trong là 128GB, màu gold sang trọng, đẹp 99%. Đó, pin rất là trâu bò và loa âm thanh rất là hay nha. Đó, con này thì rất là chất lượng luôn, thích hợp anh em cầm nắm di chuyển. Quá là ngon nha, 3.900.000. Con iPad mini 4 em chỉ có đúng một cây thôi. Còn cây iPad Gen 6 này thì em bán với giá là 3.200.000, bộ nhớ trong là 32GB, ngoại hình thì 97%. Đó, lưng thì đang có miếng dán keo anh em, nó hơi bị mớp chỗ này xíu nè. Còn lại là đẹp hết, nó sườn thì nó không có bị cấn nữa anh em. Con này chỉ xấu đúng chỗ này thôi. Rồi còn lại là đẹp hết nha anh em. iPad Gen 6 32GB, bộ nhớ trong, âm thanh rất là hay luôn, màn hình đẹp nha. Không có bị ám ố hay là đốm gì hết trơn anh em, rất là đẹp luôn anh em. iPad Gen 6 phiên bản Mỹ nha, 32GB. Mức giá em bán con này thanh lý chỉ có 3.200.000 thôi anh em. Đó, giá 3.200.000 nha. Lên cho anh em dòng iPhone 12 thường 128GB và 64GB, mức giá em bán bản 64 là 6.700.000. Cặp này thì một cây pin thay new 100% và một cây pin 81% nha anh em. Ngoại hình thì tầm khoảng 98% thôi. Đó, sườn nó có bị nhăm nhăm nhẹ nhẹ như thế này. Đó, con màu xanh này thì nó bị cấn xíu nha anh em. Rồi, mức giá cặp này thì em bán cho anh em với giá là 6.700.000 nha. Còn những anh em nào muốn thay pin new thì em hỗ trợ cho anh em là 300.000. Còn cây 128GB màu đỏ em còn đúng một cây thôi. Ngoại hình con này thì còn quá đẹp luôn em. Nó đẹp 98-99% nha. Pin thì đã thay new 100% rồi, không sàn cổ cho nên nó báo là linh kiện không xác định trong phần cài đặt. 128 thì em bán với giá là 7.500.000 nha. Đây, pin mà không thay cho nên nó không có sàn cổ cho nên nó báo là không xác định nha anh em. Anh em cắm tool thì hiển thị vẫn 100% bình thường. Đó, cắm bao u thì nó sẽ hiển thị phần trăm pin cho anh em nha. Đó, bao cho anh em là nguyên zin, màng zin, men zin và vỏ zin luôn, chỉ có thay mỗi cục pin thôi. 7.500.000 cho bản 128GB nha anh em. Tiếp theo thì em lên một cặp iPhone XS Max 256GB và 512GB. Cây 256GB này thì màn hình zin đã qua ép kính, em bán với giá là 5.600.000. Màu trắng rất là đẹp luôn em. Con này thì ngoại hình đẹp gần như là 99% nha. Pin thì đã thay new 100% rồi, cho nên vẫn có dung lượng pin trong phần cài đặt nè. Đây, đó, có sàn cổ cáp nha, 256GB. Màn hình zin đã qua ép kính, em vẫn bao cảm ứng cho anh em là 3 tháng. Đó, dòng XS Max hiện tại thì đang rất là hot luôn em. Rất là nhiều anh em yêu thích cái dòng này. 5.600.000 thôi, rẻ hơn cả bản 64GB nha. Còn bản 512GB này thì em bán với giá là 6 triệu đồng. Pin thì cũng đã được thay new 100%. Đó, ngoại hình thì đẹp tầm khoảng 98% anh em. Sườn nó nhăm nhẹ thôi, không cấn, không mớp nha. Tình trạng con này là màng zin, men zin và vỏ zin em đã thay mở ra kiểm tra rồi. Không có chu tông nha anh em. Và pin thì đã thay new không sàn cổ cáp cho nên nó báo là linh kiện không xác định trong phần cài đặt. Đó, con này thì khách đi thay cục pin cho tới 800.000 lận anh em. Pin rất là mắc tiền nha. Nó thay ở cell phone cho nên nó rất là mắc. Còn bên em sẽ hỗ trợ cho anh em thay với chi phí chỉ có 300.000 thôi. Rồi, bản 512 không có chu tông này thì em bán là 6 triệu đồng nha anh em. Đó, giá 6 triệu. Rồi, tiếp theo thì em lên cho anh em dòng. Đây, hôm nay có về được một cây. Đây là con Realme GT Neo 5 XE. Đó, con này thì khách mua tới 6 triệu rưỡi luôn nè. Con này thì ngoại hình đẹp nha, 99%. Đó, dùng được 2 SIM vật lý, RAM thì là 12GB và bộ nhớ trong là 256GB. Con này có bốc zin kèm theo máy và kèm theo cục sạc 100W zin bốc máy của con này luôn nha anh em. Có phiếu bảo hành của cửa hàng.
Nói chung con này thì quá là ngon, pin rất là trâu nha anh em, pin lên đến 5500 mAh. Chạy con chip cũng khá là mạnh, Snapdragon 7 Plus Gen 2. Đó, con chip này thì cũng quá là ngon luôn nha. Màn hình to con này 6,74 inch, RAM 12GB và camera trước sau thì cũng khá là nét. Đầy đủ tiếng Việt nha anh em và CH Play. Nói chung con này thì quá là ngon luôn, pin siêu trâu bò 5500 mAh. Mức giá em bán là 5.500.000 nha anh em. Đó, giá 5.500.000, có box sim kèm theo máy cũng như là cái ốp lưng và cục sạc sim 100W cực kỳ là nhanh luôn em. Đó, con này thì quá là đẹp rồi, em chỉ về được đúng một cây thôi. Giá 5.500.000 nha. Tiếp theo thì em còn được một cặp iPhone 12 mini và 13 mini. Một cây thì màu hồng, 128GB, ngoại hình đẹp 97%, em bán với giá là 7.800.000. Đó, sườn thì nó có bị cấn mớp nhẹ nhẹ anh em. Nó 97% thì không có được đẹp lắm nha. Đây, sườn nó bị cấn hết xíu xíu nè, còn lại là đẹp hết. Con này là 13 mini 128GB, cấu hình siêu mạnh mẽ, nhỏ gọn, thích hợp những anh em nào mà chạy xe ngoài đường. Nghe gọi nhiều thì chốt ngay con này nha, 7.800.000 cho con iPhone 13 mini. Còn 12 mini 64GB thì em bán với giá là 4.900.000. Đó, ngoại hình thì cũng tầm khoảng 97% thôi. Sườn nó có trầy xước nhẹ theo thời gian như thế này, không cấn không mớp nha anh em. Đây là những con máy mà nguyên zin 100%, xách tay từ Hàn Quốc đem về. Con này thì pin zin còn được 79%. Anh em muốn thay pin new thì cộng lên giúp em là 300, em sẽ hỗ trợ cho anh em thay cùng pin new nha, 64GB. Dòng 12 mini thì cấu hình giống như là 12 thường thôi, cũng dùng được hai sim anh em, một vật lý và một eSIM. 4.900.000 nha. Tiếp theo thì em lên cho anh em một cặp để anh em chữa cháy. Đây là iPhone XS 64GB, cây màu đen và một cây màu gold. Đó, cây màu gold thì em bán với giá là 4.200.000. Ngoại hình đẹp 98-99% luôn nha anh em. Pin zin còn được bao nhiêu đây? Hình như là em nhớ 83% anh em. Đúng rồi, pin zin 83% nha. Có nghĩa là pin này là zin của Apple. Đây, nó báo là linh kiện Apple chính hãng nha, phiên bản Mỹ 64GB. Dùng được hai sim, một sim vật lý và một eSIM nha anh em. Còn cây màu đen thì giá rẻ hơn, chỉ có 3.900.000 thôi. Đó, sườn thì nó bị dâm nhiều theo thời gian. Đó, trầy xước cái sườn là dâm nhiều lắm anh em. Được cái là màn hình đẹp và lưng đẹp. Con này pin zin 86%, giá thành thì chỉ có 3.900.000 thôi. Anh em cũng có thể dùng được hai sim luôn nha, một vật lý và một eSIM. Đó, chữa cháy là quá ngon luôn, 3.900.000 và 4.200.000 nha. Tiếp theo là em thanh lý cho anh em một cây S21 Ultra phiên bản chính hãng Việt Nam, bộ nhớ cao 256GB nha anh em. Con này thì em thu lại của khách, ngoại hình đẹp 99%. Tình trạng con này thì nguyên zin và màn hình thì nó hơi bị hồng nhẹ ở giữa như thế này. Đây, màn hình nó hơi bị hồng nhẹ ở khúc giữa này anh em. Quay qua cam thường thì anh em không có thấy được cái màn nó bị hồng. Chỉ khi anh em soi trực tiếp thì anh em mới thấy được nó hồng nha. Nói chung là rất là nhẹ anh em ơi, chứ không có đến nỗi mà nó bị ám ố hay là lưu ảnh nha. Rồi, chỉ có vậy thôi, em sẽ bảo hành cho anh em 3 tháng luôn. Con này là phiên bản chính hãng Việt Nam, dùng được hai sim vật lý, RAM 12GB và bộ nhớ trong rất là cao nha anh em, 256GB. Đó, rất là lâu rồi em mới về được một cây chính hãng Việt Nam mà bộ nhớ 256GB. Dùng được hai sim vật lý, pin 5000 mAh, có ghi âm cuộc gọi nha anh em. Ngoại hình con này thì quá nét luôn. Mức giá em bán chỉ có 7.800.000 thôi. Mức giá này thì rẻ hơn bản 128GB chính hãng Việt Nam luôn nha anh em, 7.800.000. Tiếp theo em lên cho anh em một cặp Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Cặp này thì khá là hiếm hàng trên thị trường. Một cây thì phiên bản quốc tế Mỹ, 512GB, 8.300.000. Ngoại hình đẹp 98%. Nó sườn nó bị chấm phẩy nhẹ như thế này, không đáng kể lắm anh em. Máy cũ theo thời gian thôi, không có bị cấn mớp gì nặng hết. Đó, phiên bản Mỹ 512GB, cực kỳ là hiểm luôn nha anh em, 8.300.000 thôi anh em. Con này thì cấu hình thì đây, em sẽ review chi tiết cấu hình con này. Đầu tiên là phiên bản sim thì anh em dùng được hai sim đây, một sim vật lý và một eSIM, RAM 12GB, bộ nhớ 512. Được trang bị thêm cây Pocket Pen nữa nha. Con này chạy chip Snapdragon 865 Plus, dùng được hai sim, một vật lý và một eSIM, 8.300.000 nha anh em. Còn cây màu nâu đồng này là phiên bản chính hãng Việt Nam, 5G, RAM 12, bộ nhớ 256GB. Lâu lắm rồi em mới về được một cây phiên bản Việt Nam 5G, 2 sim vật lý nha anh em.
đó, mấy mấy lần trước em về chỉ có bản RAM 8 GB thôi, hôm nay em về được một cây, ngoại hình đẹp keng luôn em ơi, 99% nha. Màn hình thì long lanh lóng lánh, không có bị ám ố hay là lưu ảnh sọc đốm gì hết. Em tuyển lựa rất là kỹ con này. Đây, RAM 12 đây, bộ nhớ 256. Thì phiên bản Việt Nam chắc chắn là dùng được hai SIM vật lý. Và đặc biệt hơn nữa là đây có chức năng ghi âm cuộc gọi nha anh em. Đó, bật sẵn luôn cho anh em luôn. Đó, anh em có thể nghe lại những cuộc gọi trước đó mà anh em đã thực hiện nha. Con này thì quá nét và quá chất, em về chỉ được đúng một cây thôi anh em. 8 triệu 900 nghìn cho phiên bản 5G chính hãng Việt Nam, hai SIM vật lý nha. 8 triệu 900. Còn Samsung Galaxy A05 phiên bản chính hãng Việt Nam anh em. Đó, con này thì máy cũ đã qua sử dụng, còn ngoại hình còn khá là đẹp luôn em. Cấu hình thì RAM 4 và bộ nhớ là 128GB. Con này còn bảo hành chính hãng cho tới ngày 21 tháng 10 năm 2024. Mức giá em bán con này là 2 triệu 300 nha. Đó, giá 2 triệu 3. Mọi chức năng đang là sử dụng bình thường. Con này thì pin rất là trâu bò nha anh em. Cấu hình thì vừa đủ dùng thôi chứ không có mạnh nha, tại vì RAM nó có 4GB thôi anh em. Và bộ nhớ trong con này là 128GB. Đó, con này thì anh em xem phim, nghe nhạc, nghe gọi là ngon lành. Zalo, Facebook đều ok hết nha. Chuyển khoản ngân hàng, một thứ là ngon hết nha anh em. Nhưng mà chơi game thì chắc nó chạy không nổi anh em ơi. Nó RAM chỉ có 4GB thôi. Và bộ nhớ trong là 128 nha. Để coi pin con này nó còn bao nhiêu đây. Pin thì rất là trâu bò. 5000mAh nha. Hai SIM vật lý và có ghi âm cuộc gọi. Mức giá thì cũng khá là hấp dẫn anh em. Chỉ có 2 triệu 300 thôi. Đó, giá 2 triệu 3 để anh em chữa trái nha. Tiếp theo là anh sẽ thanh lý con này nữa. Đây là con Samsung S22 5G phiên bản quốc tế Mỹ, bộ nhớ cao 256GB nha. Tình trạng con này thì ngoại hình đẹp và màn hình nó bị xước vài đường nha anh em. Đó, con này thì ở đây nó xước dăm dăm một vài đường như thế này. Nói chung cũng không đáng kể lắm anh em ơi. Xài được hai SIM, con này chạy chip rất mạnh nha. Snapdragon 8 Gen 1. Đó, bản Mỹ thì xài được hai SIM luôn, một vật lý và một eSIM. Em bán với giá là 5 triệu 900 nha anh em. Nó rẻ hơn cả bản 128GB luôn nha. Chỉ có màn xước thôi, còn lại là đẹp. Em miễn phí ship toàn quốc cho anh em và bảo hành cho anh em là 3 tháng, tặng thêm sạc cáp và một cái ốp lưng nữa nha. 5 triệu 900 anh em. Tiếp theo là em lên dòng Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Đó, hôm nay em về thêm được cái màu nâu đồng nữa anh em, rất là đẹp nha. Đó, em có được hai màu thôi, màu đen và màu vàng gold nha. Đó, mức giá em bán thì màu đen là 7 triệu 8 và màu đồng thì là 8 triệu nha anh em. Đó, cặp màu đồng này thì hôm nay em về quá là đẹp luôn em ơi. Đẹp keng luôn nha, 99%. Đó, không có bị trầy xước hay là cứng mớp gì hết luôn em, rất là đẹp nha. Đây là những con máy mà khách xài phải nói là siêu kỹ luôn em ơi. Đó, màn hình thì đẹp long lanh, không có bị ám ố hay là lưu ảnh gì hết nha. Mọi chức năng sử dụng ok, mức giá là 8 triệu đồng. Và cây màu đen thì em bán với giá là 7 triệu 800. Đó, màu đen thì sườn nó hơi lâm dâm nhẹ như thế này, không cẩn không móp nha. Đây là những con máy cũ đã qua sử dụng nguyên zin 100%. Đó, mức giá thì chỉ có 7 triệu 8 thôi. Đây, màn hình thì đẹp nha nè. Nó không có bị lưu ảnh hay là ám ố gì hết. Cấu hình của Note 20 Ultra này thì cũng khá là mạnh mẽ trong thời điểm hiện tại luôn em ơi. RAM 12GB và bộ nhớ trong là 128 nha. Chạy chip Snapdragon 865 Plus và phiên bản Mỹ. Anh em dùng được hai SIM, một SIM vật lý và một eSIM. Pin thì là 4500mAh. Tần số quét 120Hz và con này màn hình rất là to luôn, 6,9 inch nha. Camera thì của Samsung thì khỏi các bạn rồi, rất là đẹp. Đó, con này thì khả năng zoom xa của nó là 50x nha anh em. Có thêm bút pen nữa. Đó, anh em chốt màu đen thì 7 triệu 8 và màu nâu đồng thì sẽ là 8 triệu nha. Màu đồng thì quá nét rồi, đẹp keng sa beng luôn. Đây, em quay cái màn hình cho anh em xem luôn nè. Đó, không tì vết luôn nha, màn đẹp long lanh, không có bị ám ố hay là lưu ảnh, đầy đủ tiếng Việt hết nha. Do con này thì em mới reset lại, chưa có active vào. Rồi, mức giá là 7 triệu 8 cho màu đen và màu đồng thì sẽ là 8 triệu nha anh em. Đó, đây là những dòng máy cuối cùng, dòng Note của Samsung nha. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em dòng Samsung Galaxy S21 Ultra phiên bản quốc tế Mỹ. Em có được hai màu, màu đen và màu bạc silver. Đó, cả hai con này hôm nay em sẽ bán cho anh em với giá chỉ có 7 triệu 8 thôi. Em giảm giá dòng này cho anh em về riêng con màu bạc nha. Ngoại hình thì đẹp 98%, sườn nó nhâm nhẹ như thế này, không cứng không móp nha anh em, rất là đẹp. Màn hình long lanh, đương nhiên là không có bị ám ố hay là lưu ảnh. Cấu hình con này thì RAM sẽ là 12GB và bộ nhớ trong là 128GB, chạy con chip Snapdragon.
888 và anh em dùng được hai sim, một vật lý và một eSIM nha anh em. Camera thì quá khủng long rồi, zoom xa là 100x, được trang bị 108 megapixel luôn nha anh em. Và khả năng zoom xa quá là đỉnh cao của dòng này. Đây là những con máy mà em bán rất là nhiều rồi anh em. Em còn được hai màu thôi. Màu bạc và màu đen nha. Mức giá em bán đồng giá là 7.800.000. Chạy chip Snap 888 nha anh em. Pin 5000 mAh. Samsung S20 FE phiên bản quốc tế Mỹ 5G, RAM 6 và bộ nhớ là 128GB. Ngoại hình đẹp 98%, sử dụng một sim vật lý và chạy con chip Snapdragon. Con này là chạy chip mạnh lắm, 865 nha. Tần số quét màn hình là 120Hz. Cái này là miếng dán nha anh em chứ không phải là bị trầy nha. Đó, cây này thì em bán ra cho khách và em mới vừa thu lại nè. Chất lượng thì cực kỳ là đảm bảo luôn nè. 3.800.000 thôi, S20 FE nha. Samsung S20 Ultra phiên bản Hàn Quốc màu xám, em về được một cây, ngoại hình đẹp 98%, không cấn không mấp, RAM 12 và bộ nhớ là 256. Em lên với giá là 5.800.000 nha anh em. Đó, con này thì cũng bán ra cho khách rồi, em mới vừa thu lại nè, khách đang có miếng dán rất là đẹp luôn em. Ngoại hình 98% nha. Bán hàng một sim 256GB, 5.800.000 nha. Còn phiên bản Mỹ thì nó rẻ hơn 200.000, em còn được hai màu, màu đen và màu xám. Riêng bản Mỹ thì bộ nhớ sẽ là 128 và dùng được hai sim vật lý, hai sim luôn nha anh em. Một sim vật lý và một eSIM. Ngoại hình con này cặp này thì cũng tầm khoảng 98%. Đó. Hai con này thì màn hình nó hơi bị lưu ảnh nhẹ nha, không đáng kể lắm. Anh em mua thì em sẽ quay chi tiết cho anh em xem cái màn hình. Mức giá em bán chỉ có 5.600.000 thôi anh em. Nó rẻ hơn khá nhiều so với những con máy mà em đã bán trước đó nha. Đó, tầm khoảng 62, 63 và những con hai sim vật lý thì là 7 triệu mấy luôn anh em. Rồi cặp này em thanh lý 5.600.000 nha. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em dòng Google Pixel 6, bộ nhớ 128GB. Đấy, đây là những con máy mà thiên về camera, chụp hình rất là đẹp luôn. Ngoại hình thì tầm khoảng 98%, sườn nó trầy xước nhẹ theo thời gian, không cẩn không mấp nha anh em. Đó, bộ nhớ 128GB và anh em có thể dùng được hai sim cho con này. Camera thì khỏi phải bàn rồi, Google thì rất là đẹp luôn em ơi. Đó, cam rất là đẹp và sắc nét nha. Nói chung cũng có không có gì để review con này. Thiên về camera, anh em nào yêu thích chụp hình thì chốt ngay con này nha. Dùng được hai sim luôn, một vật lý và một eSIM. Em lên với giá là 5.200.000 nha anh em. Đó, giá 5.200.000, em chỉ còn được 2-3 cây thôi. Rồi, em xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh em đã xem clip của em từ nãy giờ nha. Những anh em nào chốt con máy nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo số này giúp em. 0902060151. Số này cũng là số tài khoản ngân hàng luôn nha. Bên em sẽ miễn phí ship toàn quốc cho anh em. Nhận hàng, kiểm tra đúng như clip như miêu tả như thế này thì anh em mới thanh toán rất là dễ dàng nha. Anh em không có tốn phí ship. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em đã xem clip của em nha. Hẹn gặp anh em vào những clip sau. Bye bye.